Anh Dũng chia sẻ Hồ Cam. Hồ Cam, công viên Hồ Cam, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, rất là đẹp. Hồ Cam này trải dài khoảng tới mấy km hồ nước, giống như một cái thung lũng. Bên kia là phố thành phố Đồng Xoài. Đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển thành phố Đồng Xoài, có cái Hồ Cam, công viên Hồ Cam rất là đẹp. Bên đây là khuôn viên của nhà khách của thành phố Đồng Xoài. Cốc phi nhà khách. Đấy, nhà khách có một cái rừng cây cổ thụ rất là đẹp. Đấy, phía trong mà vàng là nhà khách đó. Nhà khách của thành phố Đồng Xoài. Đường bông hoa rất là đẹp. Đang xây dựng đây. Khu du lịch Hồ Suối Cam. Hồ còn suối nữa. Khu du lịch Hồ Suối Cam. Chủ đầu tư công ty cổ phần Phúc An Khang Bình Phước. Công ty cổ phần Phúc An Khang Bình Phước đang xây dựng du lịch Hồ Suối Cam rất là đẹp, bạn bè. Sẽ trở lại một ngày nữa, chắc chắn là đẹp lắm. Và hồ nước Hồ Cam trải dài. Một điều chúc mừng cho thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước là nhà văn hóa của thành phố tọa lạc trên cái view rất đẹp, giống như là một cái ốc đảo hay là một cái cồn lớn. Đây, nhà văn hóa của thành phố Đồng Xoài, xung quanh là nước, rất là mát. Lá phổi lớn nhất của thành phố Đồng Xoài. Đây, khang trang đẹp, bao quanh là nước. Một ngày tháng năm đẹp trời. Đồng Xoài. Đấy, mặt hậu của nhà văn hóa thành phố Đồng Xoài nè. Ánh đèn đã đang lên rồi đó. Cỏ đồ đó rất là đẹp. View hồ đẹp quá. Chúc mừng thành phố Đồng Xoài. Sát Hồ Cam có cái lan can, có lối đổ bê tông nhỏ, nhưng mà cũng đang đầu tư thôi, sau này sẽ đẹp thêm. Hồ Cam, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, từ trên đường vỉa hè ghi hình lại rất đẹp, bông hoa hồ nước rất là lãng mạn nên thơ. Nơi đây sau này khu du lịch sinh thái thì rất là đẹp luôn, cây kiển đường xá, bông hoa nè, rất là đẹp. Cái hồ nước quá đẹp, bông hoa đẹp, nhưng mà đang ở cái độ dốc của con đường trên thì xử lý nước nó xói mòn cũng là hơi bị khó. Không có gì là khó, có đầu tư du lịch thì sẽ được hết thôi. Ok. Anh lớp Bình Phước, Việt Nam mình. Nơi đây là Hồ Cam, công viên phong cảnh đẹp đẹp tự nhiên thiên nhiên tại tỉnh Bình Phước đang được xây dựng và trồng rất nhiều loại hoa, và chúng ta check in những cái phong cảnh cho giới trẻ cũng như là những ai yêu thích thiên nhiên đến anh lớp Bình Phước. Chính như đây chúng ta thấy có hồ nước, hồ cá này, bông hoa này, hồ than này. Thiết kế chữ rất đẹp, xanh trắng mà trái tim to, hai trái tim nhỏ. Anh lớp Bình Phước, cảnh rất đẹp, một không gian rất đẹp tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Hồ Cam xa có chiếc cầu thang màu xanh, bước lên trên đỉnh có một đôi nam nữ ngồi rất tình tứ luôn, rất đẹp luôn. Rồi ở phía dưới là có trống bay quay. Đấy, trống đang quay rất là đẹp luôn. Đấy, trống quay.
Và nơi này có hồ sen rất đẹp, nhưng mà rất tiếc là vừa rồi nước không đủ như thế nào, sen không phát triển tốt. Nhưng mà nơi đây trồng bông rất đẹp, rất nhiều loại bông đẹp. Trên này hồ nước lớn, câu cá rất nhiều. Rừng keo, rừng tràm nguyên sinh, cảnh này rất là đẹp. Bông hoa, đấy, bông hoa màu hồng, màu tím, hoa vàng. Đang xây dựng khu giải trí check-in nơi đây. Nơi đây rất là rộng. Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Trên đây là đường rất là lớn, đường trải nhựa rất lớn, tiếp giáp với đường. Xe đang chạy lên. Em thấy xe chạy trên đường đó. Nơi đây giống như là cái thung lũng tình yêu, nhưng mà rất là đẹp. Đấy, có cái nhà đấy. Trên này có người đẹp trên dài nè. Rất đẹp luôn. Chiều hôm nay trời mát. I love Bình Phước. Không gian ở đây rất là thoáng. Đang đầu tư xây dựng nên là chưa có được phát triển nhiều. Nhưng mà thời điểm này thấy bông hoa hoặc là ao sen hay là những công trình đang xây dựng thì đang dường như là chưa có đầu tư lắm, nên là chưa có đẹp lắm. Chúng ta thấy chữ Đồng Xoài màu trắng đó, Đồng Xoài, đèn đường đó, cũng dựng những cái khung sắt, trái tim bông hoa rất là đẹp. Vườn hoa nè, check in chụp hình nè, trong trống nè, trong trống quay nè, hồ sen nè, rất là đẹp. Đẹp như thế đến Bình Phước, tới thành phố Đồng Xoài, xin mời ghé thăm Hồ Cam nha quý vị ơi. Cảm ơn đã đến được Đồng Xoài, Bình Phước, Hồ Cam. Một ngày của tháng 5 rất đẹp. Là trong cái khuôn viên rất là rộng, cái không gian đẹp. Vừa là nhà văn hóa của thành phố Đồng Xoài, vừa là bảo tàng Bình Phước và thư viện tỉnh Bình Phước luôn. Rất là đẹp, trong không gian này rất là đẹp. Rất là rộng, thư viện tỉnh Bình Phước. Thấy rõ gì không? Đấy, máy bay. Bảo tàng thì có máy bay nè, có hai chiếc máy bay. Hay quá. Máy bay trực thăng 209, tuyệt vời luôn. Và đây nữa nè, là gì đây? Wow, hai quả bơm M117 và bơm MK82 tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước. Hai quả bơm. Bảo tàng tỉnh Bình Phước, hai chiếc máy bay. Xin chào các chú anh chị, Minh Dũng cũng rất là vui đến được bảo tàng tỉnh Bình Phước, chiếc máy bay 237 cánh.
37, biết lái hai người. Tại bảo tàng tỉnh Bình Phước. Tại bảo tàng thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước. Chiếc máy bay rất là đẹp, UH-21. Còn nguyên, rất là đẹp luôn. 209. I love Bình Phước. Rất đẹp. Bình Phước. Hồ Cam. Nơi đây là Hồ Cam. I love Bình Phước. Rất đẹp. Xe tìm. Dưới đây có hồ nước. Có sen. Chữ rất là đẹp, chữ nổi rất đẹp. Đang trong giai đoạn xây dựng kiến thiết. Vị trí thì rất đẹp, sát trên đường lộ luôn đây. Hoa cỏ trồng đan xen, cảnh thì rất đẹp.